họa mi à, tiểu mi chứ, tiểu mi của em nó đang hot đây nha mọi người. Hello tất cả mọi người nhá. Đây em lên cho tất cả mọi người một em họa mi à, tiểu mi chứ, tôi này cứ bảo họa mi, tiểu mi Đà Lạt nhá. Chim đang cắm cứng ok rồi, em đang cho nó ăn cái cám anh thông đó, chim hot hết ok. Con này em giao lưu cho tất cả mọi người, em này là 700. Mọi người ai có nhu cầu chơi tiểu mi hot thì liên hệ em nhé. Này em có một con này, chim nó nuôi khá thuần rồi. Đấy, chim ăn cám cứng ok rồi. Các bác hoặc anh em mua về con này thì chỉ bỏ cám vào cho nó ăn thôi. Có sâu bỏ vào nữa là nó hot nó chơi thôi. Đây để em hót bằng mồm lên nhé. Đó, hót thấy chưa. Hót được nhiều, rất nhiều giọng nhé. Đấy, hót hay chưa. Đó, hót rất nhiều nha các bác anh em nhé. Con này hót rất nhiều rồi. Đó, hót chơi rất hay, rất nhiều giọng. Đấy. Đó, rất nhiều giọng luôn. Đấy. Hót nhiều chưa các bác anh em nhá. Đấy, hót rất nhiều. Chim này thì ăn cám cứng rồi nha các bác anh em. Đấy. Mọi người ai kết được em này thì alo cho em nhá. Đấy. Hót ok lắm rồi. Chim ăn cám cứng ok rồi. Đấy. Rồi, ok mọi người nhá.